Xem vườn mít thái siêu sớm chanh gai hơn một năm tuổi. Như ta thấy cái này đây, cái này nó đã bị gió ngã qua một bên rồi, mặc dù người ta dùng cái cây để chống lại nhưng mà nó vẫn nằm nghiêng một bên và rễ thì nó lồi lên như thế này đây. Bộ rễ yếu và tuổi thọ không cao, đó có thể là hai cái khuyết điểm lớn nhất của giống mít thái siêu sớm. Và mới thấy siêu sớm thì nó khoảng một năm mấy thì nó mới có trái, nhưng mà vườn này nó hơn một năm rồi nhưng mà như nãy giờ tôi đi vào đây tôi nhìn thì chưa thấy cây nào có trái cả. Các bạn xem một cây mít thái có trái nhiều như cây mít tố nữ. Đó, như ta thấy trên cây này hiện tại đang có lên đến mấy chục trái. Và để có trái lớn để bán thì cần phải bỏ bớt, chứ không thể để nhiều như thế này được. Và để giật bỏ những trái mít thì người ta có cái này. Nó có một cái móc và một cái bên đẩy phía bên này, để buộc vào một cái cây dài, dùng để giật bỏ trái mít. Rồi bây giờ ta sẽ xem cái cây mít này sẽ được giật bỏ. Và trước khi giật bỏ những trái mít thừa thì ta sẽ ước lượng trên cây để lại bao nhiêu trái. Và như cây này thì ta sẽ để lại 5 trái, còn những trái khác thì sẽ bỏ tất cả. Rồi bây giờ các bạn sẽ xem bỏ như thế nào. Và giật bỏ trái mít trên cây mít thái chanh gai là công đoạn thường xuyên phải thực hiện, bởi vì số lượng trái nó thì luôn thừa chứ hiếm khi nào thiếu. Và trên cây thì chỉ chừa lại từ 4 đến 5 trái tùy theo độ lớn của cây. Nhưng mà như cây này lúc đầu chúng ta đã xem đó, thì số lượng trái nó lên đến mấy chục trái. Thì các bạn thấy số lượng trái rụng đầy dưới gốc rồi. Ngắn không? Ngắn cái mỏ nó cũng dài không hơn đâu. Dù cái đó không ngon, cái bên kia mới ngon. Đó, còn lại cái ngon kìa. Và lưu ý những cái gần đất thì cũng bỏ, và những cái quá cao thì cũng bỏ. Như ta thấy đây là một cái rất đẹp nhưng mà nó nằm gần mặt đất, khả năng nó sẽ bị sâu đi. Hai cái này nè, cái nào nở gai nở cho nó bự đó. Hai trái nằm gần nhau thì chúng ta cũng phải bỏ với một trái. Như vậy là cây mít này đã tuyển trái xong, thì số lượng trái còn lại trên cây bây giờ nó khoảng 7 trái. Và trong quá trình phát triển thì sẽ lượt bớt bỏ khoảng 2 trái, 3 trái nữa, thì chỉ còn lại từ 4 đến 5 trái để đến khi nó lớn mà bán. Bởi vì việc tuyển trái bỏ bớt nó sẽ được thực hiện nhiều lần, nhưng mà cái lần tuyển ngay bây giờ thì sẽ là cái lần tuyển nhiều nhất. Và lần này thì số lượng trái bỏ sẽ nhiều hơn số lượng trái còn trên cây. Như ta thấy ở đây thì có đến mấy chục trái. Một. Tôi cũng không biết đếm như thế nào nữa. Bỏ đi mấy chục trái và còn lại chỉ 7 trái thôi. Và như vậy, vậy là quá trình tuyển trái đã xong ở một cái đợt đại trà nhất. Sau đó thì chỉ phải bỏ từ 2 đến 3 trái nữa trong quá trình phát triển, nếu như cảm thấy nó méo hay là nó không lớn được.